xin chào mọi người. Hôm nay trời mưa thì mì gói lên ngôi á mọi người. Đi ra vườn hái thêm một ít rau càng cua nữa. Tại bây giờ không có rau gì hết á. Hái càng cua vào trộn chung với mì ăn á mọi người. Để em hái thêm hai trái ớt xanh nữa và ăn với mì cho ngon ha. Giờ thì đập ba quả trứng ha mọi người. Ba mẹ con thì đập ba quả trứng. Cho mì vào nước sôi để trụng lên ha. Xong rồi sau đó mình cho ra ba dĩa mì. Ủa, em nhầm, là cho mì vào ba dĩa, sau đó cho ba gói gia vị vào ba dĩa mì. Rồi sau đó mình cho ba gói phô mai vào ba dĩa mì. Sau đó mình trộn đều ba dĩa mì lên. Và sau đó thì mình trang trí ba dĩa mì và mình sẽ có ba dĩa mì. Ôi trời, em mệt quá trời rồi. Hí, món mì trộn này rất nhanh, rất đơn giản, rất dễ làm, ai cũng làm được hết. Hả mọi người? Dĩa mì trộn của em đã xong, giờ em mời mọi người cùng ăn với ba mẹ con em nha. Mọi người ăn mì trộn với mẹ con em nha. Rồi hai. Cái gì cơ? Nay mưa gió là không ăn cơm, mình nhân mì. Thì ăn mì, tha cơm. Uống nước mặn đó nè mọi người. Vô cái này để ăn. Vô. Thì cho em ăn cái đã, cho em ăn cái đã. Nhưng mất rồi. Con có hai muỗng rồi, cho em ăn chứ. Rồi, hoa ra vô. Một, hai, ba, vô. Hai, ba, một. Uống lại vô. Nhớ hai đứa mình phải luôn cái gì hết á. Tâm Tâm mẹ ngon mẹ ngon mẹ mẹ chuột tay nè em cái này là chỉ cho mẹ 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 quên cách mẹ nhỏ luôn cho em. Rồi rồi đứng vô không ra không ra. Nè, em giới thiệu mọi người biết em tên gì đi. Em tên gì? Em chào là Hải. Em mấy tuổi rồi? 3 tuổi. 3 tuổi là mấy ngón tay? 3 tuổi là mấy ngón tay? 3 tay. 3 ngón tay. Đúng rồi, 3 tuổi. Em tưởng tên gì? Chào Châu. Châu. Đưa ra cho mẹ cho Châu nè. Tưởng anh Châu hả? Anh Châu ăn gì? Châu Châu ăn nha. Anh Châu ăn nhau hả? Ba em tên gì? Tam. Mẹ tên gì? Tên gì trời? Mẹ tên cái gì trời? Trời Thái Quân. Trời là... À thôi ăn đi. Thổ hoài em cho mấy chị em ăn trước. Mẹ trên. Mẹ tên cái gì trời? Mẹ trên nó tự mà. Trên nó tự không? Mẹ tên cái gì trời? Cảm ơn mọi người đã xem hết từng video này của ba mẹ con nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và gặp nhiều may mắn ha, nhiều sức khỏe ha. Bây giờ thì thôi ạ. Bye bye.